Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hà Nam phát huy hiệu quả tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Hà Nội đảm bảo phòng dịch tại các điểm bầu cử. Nhiều giải pháp hỗ trợ lưu thông nông sản. Sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 ở nơi không giãn cách xã hội. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng, nhiều tỉnh đã có dịch, một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế nhiễm COVID-19, trong đó có chủng virus biến thể siêu lây nhiễm Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện. Đối với các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng, xét nghiệm chủ động toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc người bệnh dài ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch số 118 về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022. Theo đó, ngay sau khi triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng 1, thành phố sẽ triển khai tiêm chủng đến đối tượng 2 là người từ 18 đến 65 tuổi. Mục tiêu đặt ra là có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine. Sau khi ghi nhận những ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Thái Bình đã ngay lập tức chuyển từ trạng thái phòng dịch sang chống dịch, toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết tâm quyết liệt, khẩn cấp và thần tốc. Tỉnh Thái Bình cũng đã là địa phương đầu tiên của cả nước trong đợt dịch này thực hiện ngay giãn cách xã hội quy mô toàn tỉnh theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12 giờ ngày 6 tháng 5. Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày cửa hàng này cho doanh thu gần 1 triệu đồng. Nhưng sau khi có quyết định giãn cách xã hội, cửa hàng đã tạm dừng bán hàng trực tiếp, chỉ phục vụ những khách đặt hàng qua mạng. Thực hiện quy định chung giãn cách xã hội của toàn tỉnh thì cửa hàng tạm thời đóng cửa trong những ngày dịch căng thẳng này vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhiều hàng quán, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã tạm thời đóng cửa. Người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và đảm bảo khoảng cách 2 mét tại nơi công cộng. Sau khi được nghe thông báo của Ủy ban nhân tỉnh thì giãn cách xã hội của toàn quanh tỉnh Thái Bình, tôi cảm thấy cái chủ trương này hoàn toàn đúng đắn mà phù hợp với lòng dân. Toàn dân thì chỉ muốn làm sao mà nhanh chóng dập được cái dịch để cho mọi người cùng nhau coi như là phát triển kinh tế và ổn định cái đời sống xã hội. Ngay tại các khu vực có dịch, chính quyền địa phương cũng chủ động các phương án bảo đảm đời sống người dân địa bàn xã có dịch, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, song không tạo tâm lý khiến người dân hoang mang. Tình hình bà con thì chúng tôi qua theo dõi là cũng không có cái gì tức là xáo trộn trong khu dân cư, có thể nói là đây là cái sự ý thức của bà con trong cái khu vực cách ly để chấp hành tốt, làm sao để mong khoanh vùng dập dịch, muốn cho chống dịch cho tốt để chúng tôi đi lại cho nó tự do. Tỉnh Thái Bình nhận định nguy cơ dịch bệnh vẫn cao, do vậy thực hiện tốt việc giãn cách xã hội lúc này thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi công dân với cộng đồng để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Theo công văn hỏa tốc số 860 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Khắc Lập, Phó Giám đốc được giao phụ trách Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp xúc với ca bệnh F0 và thuộc diện phải cách ly tập trung tại cơ sở cách ly. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có 42 người thì 40 người đã tiếp xúc gần với ông Lập, trở thành F2 và có 2 bảo vệ là F3. Do đặc thù và nhiệm vụ của ngành, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xin phép được tổ chức cách ly các đối tượng F2 tại cơ quan để giải quyết công việc, tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Nghĩa là toàn thể cán bộ công chức của sở sẽ được cách ly tại cơ quan. Thời gian qua, do áp lực công việc quá lớn, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc phải làm việc cả ngày nghỉ. Hầu hết cán bộ, công chức của sở phải xuống cơ sở địa bàn để chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn. Do tính chất công việc, nhiều người trong sở tiếp xúc với nhiều ca bệnh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 đến 0 giờ ngày 22 tháng 5 tới trên phạm vi toàn thành phố.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương tại Hà Nam đã sớm kích hoạt tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, hỗ trợ đắc lực chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, các thành viên tổ giám sát COVID-19 cộng đồng thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân thường xuyên có mặt ở các ngõ xóm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc khai báo y tế, cách ly tại nhà, truy vết các đối tượng F1, F2, F3, đồng thời hỗ trợ cấp phát các nhu yếu phẩm cho các hộ trong thôn. Xác định bệnh tật nó còn kéo dài, đấy, cho nên là chúng tôi tiếp tục mang hết cái tinh thần trách nhiệm sâu sát đến các hộ, đấy, ra từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt tâm tư tình cảm, thế rồi bệnh tật, sức khỏe của nhân dân, của các hộ trong đến tầng các hộ một, thế và các cái nhu cầu liên quan đến thực phẩm, rồi hàng tiêu dùng, thế rồi thuốc men. Sau khi được coi như là các đồng chí mà coi như là tuyên truyền thì là gia đình chúng tôi đã thấy được cái tầm quan trọng của cái dịch COVID đợt này. Cái dịch COVID đợt này là một đợt dịch vô cùng nguy hiểm. Đấy. Thế nên là gia đình đã ý thức được vấn đề này, nên đã quán triệt tất cả mọi người trong gia đình là coi như là thực hiện nghiêm chỉnh tất cả những cái yêu cầu của chính quyền. Tại huyện Lý Nhân, sau khi bùng phát dịch, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thành lập, kích hoạt hoạt động tổ giám sát COVID-19 cộng đồng tại tất cả 21 xã thị trấn trên địa bàn với 869 tổ, hơn 2.100 thành viên tham gia. Nhiệm vụ của các tổ là hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Những tổ trong vùng bị cách ly phong tỏa còn làm thêm nhiệm vụ cung cấp nhu yếu phẩm, nắm bắt các yếu tố dịch tễ, báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp để có những chỉ đạo kịp thời. Các tổ COVID cộng đồng là cánh tay với dài cho ban chỉ đạo của các xã cũng như ban chỉ đạo của huyện để theo dõi, nắm bắt và thực hiện tốt cái việc cách ly xã hội cũng như là giãn cách xã hội đối với các xã trong vùng có dịch cũng như đối với xã vùng ngoài thì thường xuyên theo dõi nắm bắt để kịp thời phản ánh. Nhờ những hoạt động không mệt mỏi của thành viên trong tổ COVID-19 cộng đồng đã tạo nên thế trận lòng dân trong chống dịch, qua đó giúp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Do khu vực tập trung đông các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp, nên ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 là công nhân làm việc tại công ty may ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Các doanh nghiệp trong khu vực này đang quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch, giữ ổn định sản xuất. Trong đó, có khu công nghiệp Thăng Long 2, có hơn 23.000 công nhân đang làm việc. Hiện nay, lao động làm văn phòng và các bộ phận gián tiếp đều được các công ty bố trí làm việc trực tuyến tại nhà, vừa góp phần giãn cách, vừa hạn chế nguy cơ trong quá trình đi lại. Việc kiểm soát và khai báo y tế đối với toàn bộ người ra vào tại các nhà máy cũng được thực hiện chặt chẽ hơn. Công ty khu công nghiệp Thăng Long 2 đang hướng dẫn các khách hàng thường xuyên theo sát tình hình, kịp thời nắm danh sách cập nhật và báo cáo nhanh nhất, cũng như là cập nhật thông tin nhanh nhất tới các cơ quan chức năng để có được hướng dẫn cái biện pháp ứng xử kịp thời. Ngoài ra thì mỗi công ty cũng đang lên các kế hoạch, phương án ứng phó để làm sao có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong cái điều kiện hết sức khó khăn. Tại các nhà máy xí nghiệp sản xuất khác, việc bố trí ca, vị trí ngồi, đảm bảo giãn cách, đồng thời tuyên truyền tới từng người lao động thực hiện 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho mình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Chúng tôi ở trong công ty là thực hiện 5K của Bộ Y tế đề ra, là về nhà tuyên truyền cho gia đình và hàng xóm để thực hiện công tác phòng chống dịch của xã hội ngày càng tốt hơn ạ. Đối với công ty may châu Á ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đã cách ly toàn bộ công ty với khoảng 300 lao động từ sáng ngày 7 tháng 5. Đến sáng ngày 8 tháng 5, 100% lao động đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Các F1 đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly y tế tại nơi cư trú. Các trường hợp còn lại theo dõi sức khỏe tại nhà dưới sự giám sát của địa phương. Từ ngày 5 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La bắt đầu thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri. Qua các buổi tiếp xúc này, cử tri tán thành và đồng tình cao với chương trình hành động của từng ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng lời hứa khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Đây là một buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại huyện vùng cao biên giới sông Mã.
Nhiều cử tri cho rằng quá trình vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thì bản thân cũng mong muốn các ứng cử đại biểu sẽ đặc biệt quan tâm, nhất là đường lên tới các bản vùng cao, thứ hai nữa như là nhà văn hóa. Với vai trò là một người cử tri, cũng mong muốn là những đại biểu quốc hội cũng như đại biểu hội đồng các cấp sẽ là những cái người xứng đáng là đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân, sẽ đem đến những cái đưa những cái thông tin để cầu nối giữa người dân, những cái nguyện vọng của người dân đến với Đảng và Nhà nước để giải quyết vấn đề của cử tri. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng cử tri tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri bị hạn chế. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã phối hợp với các địa phương lựa chọn những cử tri là người uy tín, có tiếng nói, nhằm lan tỏa phẩm chất, bản lĩnh của các ứng cử viên tới toàn thể nhân dân. Trong cái tình hình đại dịch COVID của chúng ta vẫn diễn ra vô cùng phức tạp, thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp để lựa chọn các cái vị cử tri đến dự các hội nghị này. Các vị cử tri này thì phải đảm bảo tiêu chuẩn, đó là những người ưu tú, tiêu biểu, nhất là các cái vị uy tín già làng, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, có tiếng nói ở khu dân cư. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, các cử tri tại Sơn La sẽ lựa chọn trong 13 ứng cử viên để bầu ra 7 đại biểu. Đến nay, địa phương đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho ngày hội bầu cử, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra, đồng thời chuẩn bị phương án kế hoạch để tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn thủ đô Hà Nội, các địa bàn đã lên phương án chủ động phòng dịch COVID-19, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ và an toàn. Bàn phát phiếu bầu cử, hòm phiếu và các công tác chuẩn bị về ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã được hoàn tất. Phòng dịch tại các khu vực này cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà 160 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Mê Linh đảm bảo sẽ thực hiện nghiêm ngặt trong thời gian này. Công tác của thôn thì vẫn tuyên truyền đối với cử tri trong thôn là vẫn thực hiện theo đúng cái 5K của Bộ Y tế khuyến cáo và tuyên truyền với từng người dân, và nhất cái dịp 30 tháng 4 ngày nghỉ lễ này thì toàn bộ với thôn tôi, nếu mà các cử tri mà có đi nghỉ các nơi về thì đều phải khai báo y tế hết. 160 cái tổ bầu cử trên địa bàn huyện đều có trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn và sẽ hướng dẫn cho người dân khi đến gọi là xem danh sách cử tri cũng như là có ý kiến tại đấy thì sẽ hướng dẫn cho người dân là sẽ sát khuẩn và đeo khẩu trang. Thời gian này, sau khi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được niêm yết chính thức, hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đã được thực hiện. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có hướng dẫn về việc vận động bầu cử phù hợp. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thống nhất với Ủy ban bầu cử cung cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp với thực tế ở địa phương, vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Nhiều các hình thức khác nhau, chúng ta sẽ không tổ chức trực tiếp mà chúng ta sẽ chuyển sang hình thức là trực tuyến. Và các cái công tác thông tin tuyên truyền, tăng cái thời lượng tuyên truyền lên để vẫn đảm bảo theo cái quy định của luật và cái quy trình thủ tục của luật định với các cái ứng cử viên được phép là vận động bầu cử đối với cái trong khuôn khổ và đơn vị bầu cử của mình. Thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các cấp và các cấp hiệp thương thì chúng tôi cũng đã chọn các cái phương thức để đảm bảo đúng các quy định của luật bầu cử. Các địa phương cũng cần xác định những vấn đề có thể phát sinh để chủ động nắm tình hình, phát hiện, đề xuất xử lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Điều quan trọng là thu hút người dân quan tâm một cách thực sự đến hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân các cấp, đến việc lựa chọn người đại diện cho mình, cân nhắc kỹ lưỡng các ứng cử viên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tùy tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để quyết định phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Theo đó, sẽ tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn, không bị giãn cách xã hội. Các biện pháp khử khuẩn, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại các điểm thi sẽ được triển khai. Tại các điểm thi, khu vực thi sẽ có các phương án bố trí phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3 với các phương án phòng chống dịch phù hợp với từng nhóm thí sinh diện này. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đảm bảo số lượng chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt.
Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ hàng nông sản sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch. Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất nhiều bộ ngành gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các hiệp hội ngành hàng phối hợp triển khai các giải pháp. Trong đó kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn của các tỉnh bị phong tỏa được lưu thông, tiêu thụ bình thường, đẩy mạnh thực hiện thương mại điện tử, tiêu thụ nông sản qua kênh online. Đề xuất Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng về hải quan, kiểm dịch xem xét kéo dài thời gian làm việc trong ngày, tổ chức làm ngoài giờ để hỗ trợ thực hiện cấp phép, thông quan hàng hóa, tránh tắc nghẽn tồn đọng lâu ngày tại cảng. Vietnam Airlines vừa thông báo, trước diễn biến của dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của nhiều hành khách, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, hãng bắt đầu triển khai chính sách hỗ trợ đổi hoàn vé đối với vé mua tại thị trường Việt Nam và có hành trình hoàn toàn nội địa. Các vé có ngày bay từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, trừ vé có hạng đặt chỗ thuộc nhóm phổ thông tiết kiệm, được phép thay đổi ngày bay một lần miễn phí trong hiệu lực sử dụng của vé. Chính sách này được áp dụng nếu hành khách không thực hiện chuyến bay đã đặt chỗ và thông báo hủy chỗ ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành. Nếu hành khách hủy chỗ không đúng quy định, Vietnam Airlines sẽ áp dụng phí đổi vé và phí bỏ chỗ theo điều kiện giá vé. Trường hợp đổi sang chuyến bay hết hạng đặt chỗ tương ứng, hành khách có thể phải trả thêm chênh lệch giá vé và thuế, phí, phụ thu phát sinh. Đối với hành khách có nhu cầu hoàn vé, Vietnam Airlines miễn phí hoàn cho hành khách lựa chọn hình thức hoàn sang voucher với 100% giá trị hoàn vé. Chính sách này được áp dụng cho hành khách có chuyến bay bị hoãn, hủy do yêu cầu của chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng của dịch bệnh, hoặc cho vé có điều kiện được phép chi hoàn và hành khách có nhu cầu hoàn tự nguyện. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò, tỉnh Ninh Bình đã mua 30.000 liều vaccine hỗ trợ các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc tiêm phòng vaccine trước ngày 15 tháng 5. Từ đầu năm đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện ở 82 xã, phường, thị trấn thuộc 7 trên 8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với tổng số hơn 2.000 con châu bò mắc bệnh, trong đó đã chết và buộc phải tiêu hủy là 139 con. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các địa phương tiếp nhận phân bổ vaccine theo đúng quy định. Ngành chăn nuôi và thú y tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Sáng ngày 7 tháng 5, qua công tác kiểm tra tại quán karaoke Bảo Anh có địa chỉ tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ do Nguyễn Văn Huyên, 37 tuổi có địa chỉ tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong làm chủ, lực lượng công an huyện Quế Võ bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát trong quán. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 18 thanh niên tương tính với ma túy. Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Huyên khai nhận, mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết treo biển tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, nhưng vì lợi nhuận nên Huyên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát. Hiện công an huyện Quế Võ đang tiếp tục đấu tranh, phân loại các đối tượng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vừa qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện bắt giữ 14 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng khai nhận đến từ tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến, nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Trung Quốc giáp hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Các đối tượng đã thuê xe đến các tỉnh thành của Việt Nam để tìm kiếm việc làm. Lực lượng chức năng đã đưa 14 người này đi cách ly tập trung, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng giấy khen cho hai công dân trên địa bàn vì đã kịp thời phát hiện tố giác giúp cơ quan chức năng bắt giữ 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.